Dạ, là em đây ạ. Em đã quay trở về rồi. Cô đi nào? Ồ, em làm liền. Cô quay lại là vì anh ta đây à? Không, tôi có một mục tiêu khác. Là vì muốn trở thành nhân viên dài hạn của công ty. Tôi làm gì mà có mục tiêu xa tới vậy? Trước mắt á, tôi muốn kiếm tiền để mà mua cho ba một máy photocopy mới. Bây giờ tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, chỉ có tập trung cố gắng làm việc và kiếm tiền để cho ba tôi khỏi còn lo lắng về tôi nữa. Nếu như vậy thì tôi nghĩ cô cần một chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa hả? Kiểu như tôi đây này. Tôi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho Nabel. Tôi không thèm đâu. Tôi xin phép sử dụng những ý tưởng này cho số đặc biệt kỷ niệm 20 năm sắp tới của Homos. Hả? Tất cả những ý tưởng trong cuốn sổ này và cả những gì cô đã nói ra trong chuyến đi công tác vừa qua. À, còn cả ý tưởng Beauty of Work nữa. Nó sẽ được sử dụng trong event sắp tới của Homos. Cô đồng ý chứ? Tôi đồng ý chứ. Tôi đã mơ ước một ngày nào đó những ý tưởng của mình sẽ trở thành sự thật. Tôi cảm ơn anh rất là nhiều. Những ý tưởng của cô rất tuyệt và đầy mới mẻ. Có thể là do cô mới vào nghề, hoặc cô luôn có một cái nhìn rất khác so với tất cả mọi người. Những gì cô nghĩ lúc nào cũng ấm áp và đầy cảm xúc. Tôi sẽ luôn chờ đợi những ý tưởng mới của cô trong thời gian sắp tới đó. Tôi sẽ cố gắng thật là nhiều. Cảm ơn anh. Nhưng mà không phải là tôi không muốn dừng lại. Tôi đã cố gắng dừng lại cả chục, cả trăm lần rồi. Nhưng mà... Thế An Chi không phải bạn thân nhất của cô à? Cô không biết họ là mối tình đầu của nhau rồi còn gì nữa. Tôi cũng vậy mà. Nam Võng cũng là mối tình đầu của tôi mà. Thank you.